đến pháp hội. Thưa quý vị, nhà cháy đến nơi rồi, chúng ta không có nhiều thời giờ để mà tổ chức cái này tổ chức cái kia đâu. Bây giờ đó, bên đệ hạt Vinh đó, ban triệu đã từng lo cái việc gửi tiền về trong nước, cứ để quý vị đó lo. Nhưng mà cái trách nhiệm của phong trào chúng ta là vận động đồng hương để mà đóng góp tài chính cho cái đơn vị đó. Chúng ta không nên tạo nên một cái đơn vị khác nữa, nó rườm rà lắm. Việc thứ hai, đó là cái việc thứ nhất là phong trào phải yểm trợ để kêu gọi đồng bào đóng góp tài chính cho cái đơn vị mà đã từng đang gây quỹ để giúp về cho đức cha bên địa Hạc Vinh đó. Việc thứ hai chúng ta cần phải làm là tổ chức một cái biểu tình và đêm thắp nến càng sớm càng tốt, và kêu gọi đồng hương chúng ta phải đi thực đồng, và mong rằng với cái sự kêu gọi của các phong trào và rất nhiều hội đồng hương, chúng ta phải làm sao có được vài ba ngàn người đi. Chứ nếu mà chỉ có 200-300 người đi như những lần trước đó, thì nó làm nhụt cái khí thế của đồng bào chúng ta đã biểu tình lên đến mấy chục ngàn người. Việc thứ ba quan trọng không kém mà phong trào cần phải làm, nó đường nó hơi dài hơn một chút, là phải làm sao chúng ta có được một cái ban trẻ biết cách làm việc với lại các ủy ban mà environmentalist của thế giới, để làm sao phải đóng cửa Formosa ngay lập càng sớm càng tốt. Thì đó là cái việc vận động đối với lại thế giới để tạo cái áp lực cho nhà cầm quyền cộng sản phải đóng cửa cái công ty Formosa ở Vũng Áng. Đó là ba cái việc mà tôi nghĩ chúng ta có thể làm cách cụ thể được. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên là chúng ta cần phải tổ chức biểu tình vào đêm thắp nến, tôi nhấn mạnh hai cái đó, càng sớm càng tốt. Nhưng mà chúng ta cũng không thể làm quá sớm để mà chỉ có lèo tèo 200-300 người. Cái ngày hôm đó chúng ta cần phải có vài ngàn người, chứ nếu mà tổ chức biểu tình đó mà chỉ có 700 người đi thì thật sự là rất là xấu hổ, và chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về cái việc làm nhụt đi cái nhuệ khí của đồng bào ở trong nước. Người ta đi bầu, đồng bào chúng ta đi bầu tới bộ đi biểu tình đến 40.000 người mà chúng ta ở đây chỉ đi biểu tình có 500-600 người thì nó không thể chấp nhận được. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta không nhiều giờ, cứ từ từ. Ngày mai chúng ta sẽ suy nghĩ và chọn cái ngày giờ cho thích hợp, và phải làm sao vận động được mỗi người, chúng ta phải làm sao kéo đi được 20-30 người để mà chúng ta ngày hôm đó có 4-5 ngàn người thì mới gọi là mà thành công được.